Vâng, chiếc xe Toyota Innova thế hệ hoàn toàn mới đã được ra mắt. Và tôi sẽ chia sẻ về giá của hai phiên bản bán ra tại thị trường Việt Nam. Chúng ta sẽ có phiên bản máy xăng là 810 triệu đồng. Và phiên bản thứ hai, phiên bản hybrid với giá là 990 triệu đồng. Với cái nâng cấp hoàn toàn mới ở phiên bản này, chúng ta sẽ có nền tảng khung gầm TNGA này. Và có thêm tính năng an toàn Toyota Safety Sense. Rồi, mọi người có thể trải nghiệm nhanh. Phần đầu xe chúng ta sẽ có phải thay đổi hoàn toàn mặt ca lăng, nó hình lục giác này. Và chúng ta có dạng tổ ong một chút. Và có 4 cảm biến phía trước ở phiên bản máy xăng này. Đèn full LED hoàn toàn này. Mâm xe là 17 inch nhé, thưa quý anh chị. Và chúng ta sẽ có cam 360 trong gọn, sinh nhan tiếp trên gương, đèn chào mừng vân vân, rất nhiều tính năng. Và ra vào cửa một chạm thôi ạ, cả cửa chính và cửa phụ đều có thể cảm biến được. Đèn cái phần mâm xe thiết kế là phần nhôm đúc như quý anh chị có thể nhìn thấy. Phía sau cũng được trang bị đó là 4 cảm biến này và camera, viền mạ chrome, đèn full LED. Mở cửa cốp này là cốp điện nhé thưa quý anh chị. Rồi. Và chúng ta đã có 3 hàng ghế da nâu pha với lẫn màu đen rồi. Ở trên phiên bản hybrid chúng ta đã có đá cốp tiện nghi hơn. Rồi, ghế lái chỉnh điện là 8 hướng này. Và chúng ta đã có màn hình giải trí kết nối vào Android Auto và Apple CarPlay rồi. Có màn hình đa thông tin 7 inch, có phanh tay điện tử Auto Hold. Vâng, chiếc xe 810 triệu đồng phiên bản máy xăng. Mọi người hãy đưa những nhận xét và đánh giá của mình xem mức giá như vậy đã phù hợp chưa. Và có thể cạnh tranh được với đối thủ Hyundai Custin hay không ạ. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại quý anh chị ở một clip tiếp theo ạ.